Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ về cái chủ đề là cần chuẩn bị những gì trước khi sang Mỹ. Mình biết là rất là nhiều bạn, trong đó có cả mình luôn này, khi mà nhận được cái visa Mỹ rồi thì rất là lu bu nhiều việc, giống như là phải bận chia tay với bạn bè người thân này, rồi xong thì đi ăn những món gì, đi chơi những đâu, tại vì không biết là khi nào mới có dịp về thăm lại quê, đúng không? Nhưng mà khi mà sang Mỹ rồi thì mình mới thấy tiếc là phải chi lúc mà trước khi sang Mỹ mình có nhiều thời gian để chuẩn bị, để tìm hiểu hơn á. Thì khi mà sang đây, cuộc sống thì cũng có thể là sẽ thuận lợi hơn và không có quá nhiều thứ để bất ngờ. Vì thế thì hôm nay mình làm cái video này, chia sẻ lại những cái kinh nghiệm, những cái suy nghĩ của mình. Hy vọng là sẽ giúp ích được cho nhiều bạn đang và sắp sang Mỹ. Nhân đây thì mình cũng muốn nói luôn là mặc dù là trong cái chủ đề này mình sẽ cố gắng nói một cách bao quát, một cách rộng nhất có thể để giúp ích được cho nhiều bạn. Nhưng mà đây là những cái chia sẻ đến từ những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết và trải nghiệm của cá nhân mình và gia đình mình. Vì thế thì sẽ có một số thứ chắc chắn là sẽ không phù hợp hoặc là không đúng với bạn và gia đình bạn đâu. Bạn có thể coi đây như là một cái góc nhìn khác, giúp bạn tham khảo thôi. Và mình cũng mong nhận được những cái ý kiến, những cái chia sẻ đến từ các cô chú, các anh chị và các bạn đã và đang sang Mỹ, để giúp cho cái chủ đề này được đa dạng hơn và sẽ giúp ích được cho nhiều người hơn. Mọi người có thể để lại những chia sẻ ở phần bình luận bên dưới nhé. Mình cảm ơn trước ạ. Đến nước Mỹ thì nhất định là phải nói tiếng Anh, tiếng Mỹ rồi ha. Tất cả mọi hoạt động từ đi học, đi làm, đi chơi, đi ăn, đi mua sắm, cái gì người ta cũng dùng tiếng Anh hết. Vì thế mình nghĩ là nhất định là phải học tiếng Anh nếu bạn có ý định sang Mỹ định cư. Vì tiếng Anh là cái công cụ, là cái cầu nối giúp bạn hòa nhập vào cái cộng đồng mới, vào đất nước mới một cách nhanh chóng nhất. Và nó cũng giúp bạn trở nên tự lập một cách sớm nhất có thể. Hãy tưởng tượng đến những cái trường hợp mà bạn phải vào các cơ quan chính phủ để làm thủ tục giấy tờ, hoặc là cần phải đi bệnh viện gặp bác sĩ, hay là những trường hợp khẩn cấp mà bạn cần phải gọi cảnh sát. Nếu mà bạn không biết tiếng Anh á, và luôn luôn phải có người phiên dịch đi kèm theo, thì bạn thấy là nó phiền phức đến cỡ nào. Và không phải lúc nào cũng có người đi theo mình hết. Mình biết rất là nhiều người qua Mỹ cũng rất là lâu, mấy năm hoặc là mấy chục năm luôn, họ cũng không nói tiếng Anh, không biết nói tiếng Anh, tại vì họ sống ở cái nơi mà có rất đông cộng đồng người Việt Nam. Có những vùng như là quận Cam, Nam Cali, hoặc là ở khu Việt Nam Town ở San Jose, Bắc Cali á, thì cộng đồng Việt Nam rất là đông. Khi mà bạn vào những cái hàng quán ăn hay là siêu thị thì bạn đều có thể nghe thấy tiếng Việt hết. Hoặc là khi mà bạn đi trên đường á, thì bạn cũng có thể thấy rất nhiều những cái biển bằng tiếng Việt. Khi mà bạn lên trang các trang website của chính phủ á, thì họ cũng có những cái văn bản dịch ra tiếng Việt cho bạn luôn. Nhiều khi mà gọi điện lên những cái cơ quan hành chính của chính phủ thì họ cũng có cái lựa chọn là bấm số nào để có thể nói chuyện với người nói tiếng Việt. Đó là những cái nơi mà đông cộng đồng người Việt thì thế, nhưng mà mình không biết là những cái vùng khác, những cái tiểu bang khác thì họ có như thế hay không. Thực ra với những trường hợp như vậy thì không cần biết tiếng Anh, họ vẫn có thể sinh sống và tồn tại trên nước Mỹ. Nhưng mà cái cuộc sống thì cũng chỉ gói gọn ở một cái cộng đồng nhỏ bé là cộng đồng của người Việt thôi. Nhưng mà mình nghĩ là một khi mà đã quyết định đi sang Mỹ định cư thì không nên gò bó mình, bó hẹp mình ở trong một cộng đồng nhỏ như thế. Phải biết tiếng Anh để đi ra ngoài giao lưu, học hỏi những cái hay từ họ và làm ăn với người Mỹ để mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Vì thế thì mình nghĩ là nếu mà được thì bạn nên học tiếng Anh trước khi sang Mỹ. Mình biết là rất là nhiều bạn khuyên là không nên học tiếng Anh ở Việt Nam, tại vì Việt Nam nói tiếng Anh không chuẩn, và người khi sang Mỹ thì mình nói người ta không hiểu gì cả. Thì cũng có lý của họ, nhưng mà thực ra thì ở Việt Nam bây giờ có rất là nhiều trung tâm ngoại ngữ, họ dạy rất là hay, không phải như là thời xưa dạy bằng ABC, nói giọng kiểu Việt Nam đâu. Bây giờ các bạn trẻ ở Việt Nam họ nói tiếng Anh hay lắm. Bạn có thể chọn những cái trung tâm mà có giáo viên người nước ngoài dạy, họ dạy cũng rất là chuẩn. Hơn nữa không phải là bạn chỉ học bài 3 tháng là bạn giỏi tiếng Anh đâu, nó đâu có dễ như vậy đâu. Vì thế thì bạn cứ đi học tiếng Anh trước đi, học những cái câu giao tiếp căn bản này, và học thêm từ vựng để bạn có thể đọc được văn bản bằng tiếng Anh dễ dàng hơn. Khi mà bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh căn bản rồi đó, thì bạn cũng sẽ dễ hòa nhập với cuộc sống bên này hơn. Hơn nữa là bạn cũng nên nhớ rằng một khi mà bạn bước chân sang Mỹ á, thì cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền rồi cuộc sống bên này nó bận rộn, nó sẽ kéo bạn đi. Nhiều khi bạn không còn thời gian và tâm trí để học đâu.
Khi mà bạn sang Mỹ rồi á, thì bạn có thể đăng ký vào những cái lớp học ESL miễn phí dành cho những người mới nhập cư. Có rất là nhiều ở trong các trường học này hoặc là trong các nhà thờ. Và với vốn tiếng Anh căn bản rồi á, thì mình nghĩ là bạn học và tiếp thu sẽ nhanh hơn. Ngay như bản thân mình này, mình á, thì không có vấn đề gì về tiếng Anh đâu. Nhưng mà mình bị một cái nhược điểm duy nhất á, đó là cái giọng của mình, cái accent của mình á, là rất là người Việt và châu Á. Vì thế khi mà mình nói chuyện với người Mỹ á, thì mình thấy đúng là khó nghe và họ thường hay phải hỏi lại xem là mình nói cái gì. Thì mình nhận thức được điều đó và mình cũng đang cố gắng tập dần để thay cái accent cho nó dễ nghe hơn. Nhưng mà cũng không phải là một sớm một chiều mà thay đổi được đâu. Vì cái giọng đó nó theo mình bao nhiêu năm rồi mà. Nhưng mà mình cũng đang dần dần cố gắng. Sang Mỹ là xác định phải có xe hơi và biết lái xe rồi ha, còn không là không thể làm ăn gì đâu. Cảm giác giống như là không có chân vậy đó. Ở những thành phố lớn như là New York, Chicago hay là San Francisco, những nơi mà có hệ thống giao thông công cộng cũng khá là nhiều, tiện và rẻ thì bạn nên tận dụng. Vì cái chi phí nuôi xe ở những cái thành phố đó thì cũng khá là đắt đỏ. Hơn nữa là cái điều kiện giao thông cũng hay bị tắc nghẽn. Vì thế thì có xe mình cũng không có tận dụng được nhiều lắm. Còn lại nếu mà bạn ở những thành phố khác thì chắc chắn là phải có xe. Mình nghĩ là có bằng lái xe thì là vẫn thiết yếu hơn cả. Tại vì nếu mà khi mới sang á, bạn chưa có đủ tiền để mua xe thì bạn vẫn có thể thuê xe để lái được. Vì thế nếu được á, thì bạn nên học lái xe trước khi sang Mỹ. Và tốt hơn là bạn có bằng lái trước khi sang Mỹ. Bản thân gia đình mình á, thì chỉ có mỗi chồng mình á, là có bằng lái xe thôi. Còn mình thì không có bằng lái và cũng chưa từng học qua lái xe bao giờ cả. Cũng may là chồng mình có bằng lái. Vì thế khi mà mới sang Mỹ luôn á, thì nhà mình đi thuê xe để chạy, vì thế cũng rất là tiện lợi, có thể đi chợ rồi làm quen với cuộc sống bên này, rồi đi làm thủ tục giấy tờ, đi xem nhà thuê, nói chung là giải quyết được rất là nhiều việc mà không cần phải tốn tiền để đi Uber hay là Lyft, kiểu như là Grab ở Việt Nam đó. Ở một số nước khác thì họ cho giống như là chuyển cái bằng lái quốc tế, bằng lái của nước này sang cái nước sở tại một cách dễ dàng, bằng cách là bạn chỉ cần thi lại lý thuyết thôi. Nhưng mà ở Cali, mình chỉ nói Cali thôi tại vì những bang khác thì mình không dành nhá. Ở Cali á, thì là bạn phải thi lại từ đầu cả lý thuyết cả thực hành luôn. Thì sau khi sang Mỹ chừng 2 tháng là chồng mình thi lại để lấy bằng lái ở Cali rồi. Thì thời gian thi cũng khá là nhanh, hình như là chừng 2-3 tuần gì đó là chồng mình có bằng rồi. Thì cũng tùy cái DMV mà bạn thi thôi. DMV nào mà đông người quá thì bạn sẽ lấy lịch hẹn khá là lâu, nhiều khi là 1 tháng, 2 tháng. Còn không thì chỉ 1-2 tuần là sau khi thi lý thuyết bạn có thể thi thực hành luôn. Và sau khi mà có bằng lái rồi á, thì chồng mình mới đi mua xe hơi và mua bảo hiểm cho xe được. Nhưng mà cả gia đình mình 4 người mà chỉ có mỗi một người biết lái xe thì đúng là cũng không tiện thật. Vì những lúc chồng mình bận á, thì mình phải tự đưa đón con cái và phải làm những cái việc vặt khác nữa. Vì thế mình quyết định là cũng phải học và thi bằng lái thôi. Mình kể sơ sơ cái quy trình thi bằng lái cho mọi người biết nhé. Thứ nhất là bạn phải thi lý thuyết, thì cái này ở đâu cũng thế thôi. Thi lý thuyết ở đây á, thì là thi trên máy tính và câu hỏi là kiểu trắc nghiệm. Như là một câu hỏi thì họ sẽ có chừng 3-4 câu trả lời cho bạn lựa chọn, thì bạn chọn cái câu đúng nhất thôi. Sau khi mà bạn đậu lý thuyết rồi đó, thì họ sẽ cấp cho bạn một cái tờ giấy gọi là driving permit, cho phép bạn được học lái xe ở trên đường phố. Và khi mà bạn đủ tự tin để thi thực hành rồi đó, thì bạn cứ đăng ký trên trang web của DMV cái lịch hẹn thôi. Khi mà bạn học lái xe thực hành trên đường phố á, thì bạn mới thấy được cái lợi ích của cái việc nếu mà bạn đã biết lái xe rồi hoặc là bạn đã từng học lái xe ở Việt Nam rồi thì sang đây bạn sẽ học rất là nhanh. Ở đây để học thực hành thì bạn có thể học ở trường này hoặc là có thể thuê thầy tư để dạy riêng cho mình. Thì cái khu mình ở là cái khu khá đông cộng đồng người Việt Nam, thì bạn mình có đi học của một thầy Việt Nam á, thì chi phí là cũng khoảng 50 đến 60 đô một giờ nha. Còn học ở trường thì sẽ đắt hơn. Còn bản thân mình á, thì là mình không có đi học ở trường hay là học với thầy tư nhân mà là chồng mình dạy cho mình. Nếu mà bạn nào mà có người thân có thể dạy cho bạn thì bạn cũng có thể làm như vậy để giảm bớt chi phí. Cũng may á, là mình thi cả lý thuyết và thi thực hành đều đậu ngay trong lần đầu tiên. À các bạn lưu ý á, là khi mà thi lý thuyết á, thì là có thể thi bằng tiếng Việt tại vì trên máy tính họ có lựa chọn tiếng Việt cho mình chọn. Nhưng mà khi mà thi thực hành á, là phải thi bằng tiếng Anh tại vì người giám khảo là thường thường là người Mỹ. Vì thế thì bạn cũng nên chuẩn bị tiếng Anh cho mình để thi có thể thuận lợi nhất. Với những bạn nào mà muốn tham khảo cái cách mình học và cái cách làm sao để thi đậu ngay trong lần đầu tiên á, thì các bạn có thể xem lại trong những video cũ của mình nhé. Trong đó thì mình làm rất là cụ thể và chia sẻ tất cả những cái bí kíp mà giúp mình thi đậu. Mình hy vọng là sẽ có ích cho các bạn.
Mình dùng cái từ kiến thức thì nghe có vẻ rất là đau to búa lớn và rất là rộng đúng không? Thực ra thì mình cũng không biết là có từ nào phù hợp hơn. Nhưng mà đại ý của mình á, là bạn nên dành thời gian để tìm hiểu những cái kiến thức về đất nước Mỹ, về cái khu vực, về cái tiểu bang mà bạn sắp đến sinh sống, rồi những cái kiến thức về đời sống bên Mỹ như là thi bằng lái ra sao, mở tài khoản ngân hàng như thế nào, cách xây dựng điểm tín dụng, hay là quan trọng hơn là cái việc định hướng nghề nghiệp tương lai là sang bên Mỹ sẽ định làm nghề gì. Có nhiều thứ mình cần phải đọc và tìm hiểu lắm, nhưng mà đương nhiên là cũng tùy thuộc vào cái nhu cầu, cái hoàn cảnh và cái độ ưu tiên của bạn mà bạn có thể đặt ra những cái list, những cái danh sách mà mình cần tìm hiểu. Bây giờ thì kiến thức trên mạng internet nhiều lắm, bạn gõ ra là có thôi, tiếng Anh hay tiếng Việt đều có cả. Hoặc là bạn cũng có thể lên trên Facebook đó, tìm những cái nhóm, những cái group cộng đồng người Việt ở cái thành phố hoặc là tiểu bang mà bạn sắp đến ở. Bạn có thể lên tìm hiểu và đặt câu hỏi với họ. Cũng có rất là nhiều người dễ thương, nhiệt tình trả lời và giúp đỡ. Ví dụ như là bạn định sang Mỹ sẽ làm nghề nail, thì khi mà ở Việt Nam bạn cũng nên học và làm nghề nail trước để cho tay nghề tốt. Khi mà sang Mỹ thì đi học lại để lấy bằng thì sẽ là nhanh hơn. Và khi mà tay nghề cao rồi thì lương bạn, rồi số tiền bạn kiếm được cũng sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Nếu mà bạn dự định sang bên Mỹ sẽ học lại từ đầu thì bạn cũng nên tìm hiểu trước là những cái ngành nghề nào phù hợp với bản thân mình, học trường nào, tiêu chuẩn, rồi điều kiện ra sao, cái thị trường làm việc cho cái công việc đó ở nước Mỹ như thế nào, có tốt hay không. Đương nhiên là dù bạn có chuẩn bị cỡ nào, bạn có đọc nhiều cỡ nào thì cũng không thể nào đầy đủ, không thể nào mà biết hết được. Nhưng mà nó cũng sẽ giúp cho bạn có nhiều cái kiến thức, có nhiều cái góc nhìn để suy nghĩ thấu đáo hơn, hạn chế được những cái gọi là những cái rủi ro và những cái sai lầm nhất. Như gia đình mình lúc sang Mỹ thì cũng khá là gấp gáp, không có nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng mà mình vẫn dành thời gian ra để mình tìm hiểu về cái việc học cho con của mình. Tại vì cái lúc mà gia đình mình sang Mỹ á, là cũng đúng cái thời điểm mà bé đầu của mình á, là sẽ nhập học vào lớp 1 ngay cái đợt đầu năm học mới luôn. Khi mà mình tìm hiểu sơ rồi thì mình cũng biết là cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì để khỏi quên này. Rồi quyết định là cho con học ở trường nào thì cũng ảnh hưởng đến cái việc là nhà mình sẽ nên thuê nhà ở đâu để có thể chọn được trường tốt cho con. Có thứ mình không tìm hiểu và cũng không ngờ đến được đó là cái điểm tín dụng ở Mỹ lại quan trọng đến như thế nào. Chỉ đến khi mà mình sang Mỹ, mình phải đi thuê nhà thì mình mới biết là chủ nhà hay là agent, những cái công ty quản lý thuê nhà đó, họ luôn luôn đòi run credit check, tức là kiểm tra cái điểm tín dụng của mình, xem mình có khả năng để chi trả hay không, rồi họ mới quyết định cho mình thuê. Nhưng mà vấn đề là nhà mình mới sang Mỹ thì đương nhiên là không có điểm tín dụng để có thể chứng minh cho họ rồi. Vì thế là có chừng 2-3 căn mà nhà mình rất là thích nhưng mà không thể thuê được. Tại vì họ nhất định là phải đòi kiểm tra cái điểm tín dụng. Và lúc đó thì thị trường nhà ở cái khu mình ở cũng rất là hot. Nhà lên sàn chừng 2-3 ngày là mất rồi. Nhưng mà trong cái rủi thì cũng có cái may là cuối cùng nhà mình cũng thuê được cái căn nhà hiện tại đang ở này. Là đợt đó là may là mình gặp trực tiếp chủ nhà luôn, thì mình nói chuyện với họ, rồi xong thì sau đó mình cũng viết thư love letter, là viết thư tình cho họ, kiểu như là năn nỉ rồi giải thích trường hợp nhà mình, rồi cũng đưa cho họ xem giấy tờ việc làm của chồng mình, thì sau đó thì họ cũng đồng ý cho nhà mình thuê. Nói chung là cũng hú hồn hú vía luôn. Nhưng mà bạn nào á mà cần phải đi thuê nhà mà chưa có cái điểm tín dụng á thì có thể là dùng giấy tờ việc làm của công ty, còn không thì bạn cũng có thể thuê nhà của những cái chủ nhà Việt Nam á, thì thường thường thấy là người Việt với nhau thì họ cũng dễ hơn. Tiền không phải là tất cả, nhưng mà tiền rất rất quan trọng, đặc biệt khi mà bạn phải di dân đến nước khác. Chưa kể đây là bạn di dân đến nước Mỹ, một trong những cái đất nước có mức sống đắt đỏ nhất trên thế giới. Có bao nhiêu khoản cần phải chi đến tiền, như là tiền visa nè, tiền hồ sơ thủ tục nè, rồi tiền mua vé máy bay, tiền mua đồ đạc trước khi sang, rồi tiền chi phí sinh hoạt những tháng đầu tiên khi sang Mỹ nữa. Người ta nói nước Mỹ thực dụng và người Mỹ thì chỉ biết đến tiền và tiền thôi. Nghe thì có vẻ là tiêu cực, nhưng mà phải sống ở bên Mỹ rồi thì bạn mới thấu hiểu được điều đó. Cuộc sống ở đây, vòng quay cơm áo gạo tiền nó cứ liên tục, làm người ta phải làm việc trâu bò để trả các loại bill, các loại hóa đơn khác nhau. Nếu gia đình bạn thuộc hàng khá giả, có nhiều tiền mang qua đây thì không nói làm gì đi. Nhiều người có tiền mang qua vài triệu đô thì có thể dễ dàng mua đứt luôn căn nhà, mua xe, ổn định cuộc sống rất là sớm. Nói chung là không có gì phải lo cả. Nhưng mà nếu không khá giả thì khi sang đây cũng khá là chật vật vì chi phí ở Mỹ rất là cao.
Tiền thuê nhà cũng là một khoản rất lớn, chiếm 1/3 đến 1/2 khoản chi tiêu của một tháng luôn. Người Việt mình qua Mỹ dưới dạng bảo lãnh gia đình rất nhiều, vì thế hầu hết khi qua Mỹ thì cũng đều có người thân ở đây. Nếu mà bạn may mắn có người thân ở bên Mỹ rồi và họ sẵn sàng giúp đỡ bạn trong vòng thời gian đầu cho bạn ở nhờ thì bạn sẽ giảm được một số chi phí đáng kể. Nhưng mà về lâu về dài thì cũng không thể nào ăn nhờ ở đậu hoài được. Một là bạn cần phải phụ giúp tiền nhà với họ. Hai là bạn nên ra ngoài tự thuê nhà ở cho thoải mái. Bạn thử tưởng tượng đi là gia đình bạn đang sống rất là bình ổn và yên ấm thì tự nhiên có vài người bà con từ Việt Nam sang và bạn giúp đỡ họ trong một thời gian đầu nhưng mà cứ ở hoài, ở mãi như vậy trong vòng mấy tháng trời mà vẫn chưa đi thì cuộc sống của bạn thử tưởng tượng là nó sẽ bị xáo trộn và rất là phiền phức đến cỡ nào. Cho nên tốt nhất là bạn cần phải chuẩn bị một cái số tiền dự phòng đủ để cho bạn chi trả ít nhất là từ 3 đến 6 tháng khi mà bạn mới sang Mỹ. Mình nói là ít nhất nha, tại vì thời gian 3 đến 6 tháng thực sự là cũng rất là ngắn ngủi, chỉ đủ để bạn gọi là làm các giấy tờ, thủ tục, rồi làm quen với đường xá, con người, rồi thi bằng lái xe các thể loại thôi. Rồi sau đó khi mà bạn đã quen thuộc rồi thì bạn có thể bắt đầu xin việc đi làm để nuôi sống bản thân và gia đình. Ở đây thì mình chỉ nói đến cái trường hợp là tự bỏ tiền túi ra lo nha. Mình không còn nói đến các cái trường hợp mà bằng cách nào đó mà khi mà mới sang mà họ đã xin được các cái thể loại trợ cấp và bảo hiểm miễn phí từ chính phủ Mỹ rồi. Thực sự là mình không dành nên mình không thể nào bàn ở đây được. Mà nhiều gia đình khi mà quyết định sang Mỹ định cư thì họ đã bán hết nhà cửa đất đai để lấy tiền sang đây sinh sống. Thì tiền ở Việt Nam bán là tiền Việt, còn sang đây xài là xài đô la Mỹ. Vì thế là cái tiền cũng gọi là hao hụt và ra đi nhanh chóng. Vì thế nếu mà bạn quay lại ba cái ý đầu mà mình chia sẻ là học tiếng Anh này, học bằng lái xe này và chuẩn bị những kiến thức để khi mà sang Mỹ bạn có thể hòa nhập vào cái cuộc sống ở Mỹ một cách nhanh nhất. Và sau đó thì bạn có thể lao ra đời để kiếm tiền nuôi sống bản thân và nuôi sống gia đình mình. Điều cuối cùng và cũng rất là quan trọng đó là bạn nên chuẩn bị cho mình một cái tinh thần thép để có thể đối diện với những cái khó khăn, thử thách khi mà đến Mỹ định cư. Trước khi sang Mỹ thì có thể là bạn sẽ nhìn nước Mỹ với một con mắt đầy màu hồng. Rồi ngay cả lúc mà trước khi sang Mỹ đi chia tay bạn bè, ăn nhậu rất là vui. Thường thường là mình chỉ háo hức đến cái cuộc sống mới thôi, mình sẽ không nghĩ đến những khó khăn. Chỉ đến khi mà bạn đặt chân xuống sân bay nước Mỹ thì bạn mới bắt đầu phải đối diện với những thực tại của cuộc sống. Mình không nói tất cả, nhưng mà mình nghĩ là có rất là nhiều trường hợp nghĩ là khi mà sang Mỹ thì sẽ được sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, ở nhà rộng, đi xe sang, không cần phải lo gì hết, có rất là nhiều loại trợ cấp của chính phủ Mỹ. Nhưng mà khi mà sang đến Mỹ rồi thì mới bị vỡ mộng. Nhiều người khi mà về đến nhà người thân họ hàng ở bên Mỹ được họ cho ở nhờ thì khi đó thì vài người trong gia đình phải co cụm lại trong một căn phòng nhỏ, nhiều khi là ở trong cái nhà để xe garage, mà trong garage thì mùa đông sẽ không có máy sưởi nên nói chung là lạnh tê tái. Những cú sốc mà bạn phải đối diện khi mà đến một nơi hoàn toàn xa lạ, ngôn ngữ thì mình không quen, đường xá thì cũng không có rành, rồi tự nhiên bạn sẽ cảm thấy là sao con người nơi đó cũng lạnh lùng đến như vậy. Nhưng mà những lúc như vậy thì mình nghĩ quan trọng nhất là bạn cần phải nhớ lại là mục đích mình sang Mỹ để làm gì. Chính điều đó thì sẽ giúp các bạn có thể vượt qua được những cái khó khăn và thử thách trước mặt. Về mặt tinh thần thì mình nghĩ là bạn cần phải chuẩn bị 3 thứ sau. Thứ nhất là cái tinh thần tự lập. Sang bên Mỹ rồi là xác định là phải tự làm mọi thứ, không phải là kiểu như ở Việt Nam, nếu mà nhà khá giả thì có thể thuê giúp việc sai này sai kia, hoặc là có họ hàng người thân nhờ làm cái này cái kia dùng. Sang bên đây là bạn phải tự thân vận động mọi thứ hết. Nếu bạn may mắn có sẵn người thân ở bên Mỹ rồi và được sự giúp đỡ của họ thì bạn nên cảm thấy biết ơn, vì thực sự là cái cuộc sống bên Mỹ này rất là bận rộn, quay cuồng, ai ai cũng phải tự lo cho bản thân mình á, vì thế thì họ giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đừng nên ỷ lại, dựa dẫm vào họ và hy vọng là họ có thể giúp từ đầu đến cuối. Nếu mà họ không giúp được thì lại đâm ra oán trách. Nhiều gia đình sau khi mà bảo lãnh anh em họ hàng sang Mỹ xong thì quay ra là sứt mẻ tình thân, nhiều khi là cạch mặt nhau luôn. Mình nghĩ tất cả đều là do cái sự kỳ vọng vào người khác quá cao. Thực ra thì những cái người Việt Nam ở Mỹ lâu năm và những người Việt mới từ Việt Nam sang Mỹ thì họ có những cái tư duy và suy nghĩ rất là khác nhau.
Những người Việt mà ở Mỹ lâu năm á, thì họ ban đầu khi họ qua Mỹ á, thì họ cũng phải trải qua rất là nhiều khó khăn mới có được ngày hôm nay. Vì thế thì họ giúp bạn cũng chỉ giúp trong cái khả năng của họ mà thôi. Người Mỹ nổi tiếng là tự lập từ bé và họ rất là đề cao cái tôi, cái chủ nghĩa cá nhân, kiểu như là thân ai nấy lo, mạnh ai nấy sống. Vì thế sống ở Mỹ lâu năm á, thì ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sớm hay muộn thì bạn cũng phải tự mình học cách tự lập để sinh tồn cho nước Mỹ. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn thì tại sao bạn không học từ sớm để có lợi cho bản thân mình nhất, đúng không? Điểm thứ hai á, là hãy bỏ cái tự ái, bỏ cái tôi và bỏ cái quá khứ hào quang ở Việt Nam ở lại phía sau. Khi mà đến Mỹ thì bạn hãy chấp nhận mình chẳng là ai cả, mình chỉ là một người nhập cư đến nước Mỹ để tìm kiếm cơ hội, để gì gì đó, mục đích thì là tùy từng người. Có rất nhiều người khi ở Việt Nam thì là chức cao vọng trọng, được mọi người kính nể như là luật sư, bác sĩ, giảng viên đại học, trưởng phòng, rồi hiệu trưởng. Nhưng mà khi mà sang đến bên Mỹ thì những cái bằng cấp và những cái kinh nghiệm bạn có thường là sẽ không có dùng lại được. Vì thế thì rất khó để có thể xin lại được công việc tương tự như vậy ở Mỹ. Và vì để mưu sinh á, thì người ta vẫn sẽ phải đi làm và những cái công việc mà dễ tìm nhất dành cho những người, đặc biệt là những người mà không biết tiếng Anh, là những cái công việc lao động chân tay như là bưng bê trong các nhà hàng Việt Nam, trong các siêu thị Việt, rồi dọn dẹp nhà vệ sinh, cắt cỏ, rửa chén. Nghe thì có vẻ rất là xót xa nhưng mà thực tế là như vậy. Nhưng mà bạn cũng đừng coi thường những cái công việc này, tại vì ở Mỹ thì không có công việc nào là cao sang hay là hèn kém hết. Miễn là công việc gọi là mình làm ra đồng tiền chân chính và bằng cái sức lực và khả năng của mình. Nếu ngay cả bản thân mình mà còn coi thường mình khi mà làm nghề đó thì hỏi làm sao mà có thể yêu cầu ai nể trọng mình được, đúng không? Nếu bạn không muốn làm những cái công việc nặng nhọc đó lâu dài á, thì hãy vạch cho mình con đường khác để đi đi. Nước Mỹ là đất nước của cơ hội mà, có rất là nhiều cơ hội cho bạn, chỉ sợ là bản thân mình không cố gắng thôi. Và nói đến đây á, thì cũng liên quan đến điều thứ ba mà mình muốn nói, đó là hãy luôn mang trong mình một cái tinh thần rộng mở, đón nhận, tiếp thu những cái mới, chịu khó học hỏi. Khi mà mới sang Mỹ á, thì bạn hãy chấp nhận và coi mình là một đứa con nít đi, không biết gì hết và chấp nhận học lại từ đầu, thì tự nhiên là bạn sẽ thấy cuộc đời này nó cũng có rất nhiều thứ mới mẻ và hay ho đáng để học hỏi. Người Mỹ họ có rất nhiều cái hay để mình có thể học hỏi. Một trong những cái điều mà mình rất thích đó là người Mỹ họ không sợ sai, không sợ thất bại. Người Việt mình thì hay có câu là thất bại là mẹ thành công. Nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Nhưng mà người Mỹ thì mình thấy là họ gọi là tận dụng triệt để cái điều này. Quan trọng là bản thân mình học được những gì sau thất bại đó để có thể đứng lên đi tiếp. Vì thế khi mà sang Mỹ hay là ở bất cứ nơi đâu, nếu bạn có gặp những cái khó khăn, thử thách, thậm chí là thất bại á, thì bạn cũng đừng có nản lòng. Cứ nghĩ rằng nếu mà bạn không gặp phải sai lầm lúc này á, thì bạn cũng phạm phải sai lầm một lúc nào đó thôi, chỉ là vấn đề sớm hay là muộn. Vì thế thì bạn cứ làm những gì mà mình đang dự định đi, để vấp váp sớm và học được những bài học từ sớm, từ đó thì có thể trưởng thành sớm hơn thôi. Mình nghĩ rằng nếu các bạn chuẩn bị sẵn ba cái tinh thần mà mình vừa nêu á, thì khó khăn nào các bạn cũng có thể vượt qua, đất nước nào các bạn cũng có thể sống tốt, không chỉ là nước Mỹ đâu. Mình chúc các bạn luôn thật nhiều thành công và may mắn nhé. Thôi video này cũng khá là dài rồi, mình tạm dừng tại đây. Mình hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn, hoặc là ít nhất các bạn cũng có thể bỏ túi được vài điều trước khi sang Mỹ. Mình chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn. Nếu các bạn thích video này thì nhớ cho mình một like và đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau. Bye bye!